Hello anh em, nay lên con xe vờ test vĩnh viễn cực ngon nha. Vào game nó tặng cho anh em 99 ngọc rồng 3 sao, 200 triệu hồng ngọc, 10.000 thỏi vàng. Tiềm năng sức mạnh thì cực cao, up 5 phút đệ mở chiêu 3. Cùng xem các chức năng nó nhé. Thằng này để đổi bet Pokemon tẹo, tôi đổi cho anh em xem. Mây đồ xúc xa tan đam siêu ảo luôn nha. Anh em xem của cải trang nào chưa, he he. Đi úp đệ cho anh em coi tiềm năng ảo như nào nhé. Vãi cứt mà sen cô, thằng đệ phế vật quá. Nháy cái nhảy lên 500 triệu nhanh vãi. Ôi vãi cả trường cai, ông Ken Ma Sen cô đấm demon không còn gì phế hơn.